Thưa quý vị, vừa qua, dư luận bất bình trước clip ghi lại cảnh tượng một người đàn ông được cho là giữ chức vụ Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, có hành vi đến nhà dân hành hung một phụ nữ và một thanh niên. Nói về vụ việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng khẳng định đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với vị Phó trưởng Công an phường trên để xác minh xử lý theo quy định. Còn dưới góc độ pháp lý, việc người đàn ông có hành vi đánh người, đặc biệt là đối với phụ nữ, thì sẽ bị xử lý ra sao? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với luật sư để trao đổi về vấn đề này. Vâng, xin mời trường quay kết nối tôi với luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Vâng, thưa luật sư, như báo chí đưa tin vào ngày 2 tháng 5, mạng xã hội xôn xao đoạn clip 4 người đàn ông đến một quán cắt tóc trên địa bàn phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Tại đây thì người đàn ông mặc áo trắng đã có hành động liên tiếp tát vào mặt người phụ nữ. Vụ việc chỉ dừng lại khi công an phường sở tại có mặt để giải quyết. Vậy thưa ông, dưới góc độ pháp lý thì sự việc này sẽ được giải quyết như thế nào ạ? Với những nội dung thể hiện qua clip cho thấy thì đây là một vụ việc nghiêm trọng. Vụ việc có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, thậm chí là vi phạm pháp luật. Bởi vậy là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên liên quan và làm rõ hậu quả xảy ra để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Bước đầu thì cơ quan công an tỉnh Cao Bằng cho biết một trong số những người trong clip, mà cụ thể là người mặc áo trắng đã đánh người phụ nữ trong clip, đó là một người, là đó là cái người này là phó công an phường của một cái phường của tỉnh Cao Bằng, và cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ công tác đối với vị phó công an phường này. Thì tôi cho rằng là việc tạm đình chỉ công tác để xác minh, làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi và hậu quả gây ra là cần thiết và là cơ sở để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Trong vụ việc này thì số người xuất hiện trong clip này là rất nhiều người, trong đó có một nhóm người, trong đó là có 4 người mặc sắc phục cảnh sát, còn lại khoảng 3-4 người khác thì mặc quần áo dân sự. Tuy nhiên có một người áo xanh thì người này liên tục hô hoán là bắt rồi đánh những cái người ở trong cái quán cắt tóc này, và đã có người đã xông vào bắt giữ người đàn ông và đánh người phụ nữ. Và diễn biến như vậy cho thấy cái hành vi là thể hiện cái sự lộng quyền, lạm quyền, coi thường pháp luật và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong vụ việc này thì có hai khách thể mà pháp luật bảo vệ đã có dấu hiệu bị xâm hại. Ở đây là một là sức khỏe của công dân, thứ hai nữa là quyền tự do thân thể, tự do đi lại cư trú của công dân. Bởi vậy là đối với cái hành vi đánh người, hành vi một người áo trắng đã tát nhiều lần vào người phụ nữ, nếu như người phụ nữ này có đơn tố cáo, tố giác tội phạm thì cơ quan chức năng, cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ là cái hành vi đánh người được thực hiện như thế nào thông qua clip hoặc có thể là qua những thông tin khác. Thứ hai là hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân như thế nào. Hành vi đánh người vô cớ thì sẽ được xác định là hành vi có tính chất côn đồ. Nếu hành vi có tính chất côn đồ mà nạn nhân có yêu cầu thì dù thương tích dưới 11% thì người vi phạm sẽ vẫn bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, với hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ngoài ra, trong trường hợp xác định là những người có trong clip này thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà những người này là cán bộ công chức là trong lực lượng vũ trang nhân dân, thì những người này ngoài cái việc là bị phải áp dụng những cái chế tài của pháp luật sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định tại nghị định 112 năm 2020 của Chính phủ. Với người có chức vụ quyền hạn thì sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật như là khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, rồi là giáng cấp hoặc là buộc thôi việc. Thì đó là những cái hình thức kỷ luật, và tùy vào cái tính chất mức độ vi phạm, tùy thuộc vào cái yếu tố lỗi mà cái người vi phạm sẽ bị các cái mức kỷ luật khác nhau. Ngoài cái kỷ luật về mặt chính quyền thì người vi phạm là đảng viên còn sẽ bị kỷ luật đảng. Và nghị định 112 thì cũng quy định là cái hình thức kỷ luật cũng như là kỷ luật chính quyền và đảng thì không thể thay thế các chế tài pháp luật. Bởi vậy là nếu cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật thì ngoài cái việc kỷ luật thì sẽ phải chịu những cái chế tài pháp luật
trên nguyên tắc là mọi người đều bình đẳng theo pháp trước pháp luật.